Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga dồn quân tinh nhuệ đến Kursk gây thiệt hại lớn cho Ukraine. Trả lời phỏng vấn với Wall Street Journal, một chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái của Ukraine với mật xanh Code cho biết Nga đang tiến hành một cuộc chiến quyết liệt hơn tại Kursk và đang gửi các binh sĩ được trang bị tốt đến khu vực này. Theo Code, đơn vị của ông đã phải chiến đấu với một lực lượng gồm 80 binh sĩ Nga vào đầu tuần này. Cuộc tiến công của Nga diễn ra sau khi 21 quả bom lượn được thả xuống ngôi làng do Ukraine kiểm soát ở Kursk. Chúng tôi cũng đang chịu thiệt hại, ông chia sẻ với tờ báo Mỹ. Đơn vị của Code là một trong những đơn vị đầu tiên tiến vào Kursk trong cuộc tấn công ngày 6 tháng 8. Họ hiện đang đào hầm ở phía bắc thị trấn Sutsa, triển khai các máy bay không người lái trinh sát và tấn công để hỗ trợ lực lượng Ukraine trong cuộc tiến công. Chúng tôi muốn đưa cuộc chiến đến lãnh thổ của họ, ông nói. Ukraine tuyên bố rằng sau gần 3 tuần tấn công, họ đã kiểm soát được hơn 1.000 km2 lãnh thổ của Nga và đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga hơn 30 km so với biên giới hai nước. Cuộc xâm nhập đã khiến Nga bất ngờ, không kịp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Một phần là do cấu trúc chỉ huy phức tạp và thiếu kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên, sau thời gian đầu, Nga đang dần lấy lại thế chủ động. Đà tiến của Ukraine trong tuần này bắt đầu chậm lại khi họ chỉ đạt được những bước tiến nhỏ. Cole nói rằng Nga đã tái triển khai lực lượng được trang bị tốt đến khu vực này, một số có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể. Dựa vào hình ảnh quay từ máy bay không người lái, ông cho biết ông có thể thấy một số binh sĩ Nga đang củng cố lực lượng và thiết lập các vị trí phòng thủ. Khi cả Nga và Ukraine cùng đào chiến hào, một cuộc chiến kéo dài và tiêu hao có nguy cơ xảy ra. Theo giới quan sát, Nga dường như đang không coi Kursk là ưu tiên hàng đầu do tại khu vực này, Ukraine chưa kiểm soát được bất cứ khu vực chiến lược nào trong hàng chục khu định cư. Trong khi đó, Ukraine đã buộc phải kéo bớt quân tinh nhuệ có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbass lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, tạo ra lỗ hổng lớn trong phòng tuyến. Nga đang trước thời cơ và tiến nhanh về một trung tâm hậu cần của Ukraine ở Donetsk. Trong những ngày qua, Nga liên tục tuyên bố giành thêm lãnh thổ ở Donbass. Tại Kursk, Nga dường như muốn cầm chân và tiêu hao lực lượng thiện chiến cũng như vũ khí hiện đại của Ukraine. Nga đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, nhưng tới nay họ vẫn chưa phản công quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 8 tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tổng cộng 5.137 quân nhân, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân và 350 xe chiến đấu bọc thép kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công ở khu vực Kursk. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, giới quan sát trước đó cho rằng Kiev đang chịu thiệt hại lớn về vũ khí ở Kursk vì họ là bên chủ động tấn công. Điều này có thể gây bất lợi cho Kiev vì họ có nguồn vũ khí hạn chế và phải phụ thuộc lớn vào các nước NATO. Các chuyên gia phương Tây nhận định, với đà tấn công hiện tại ở Kursk và Donetsk, cả Nga và Ukraine sẽ khó chiến thắng cả cuộc chiến chỉ bằng một trận đánh quyết định tại những khu vực này. Dường như hai bên vẫn tiếp tục đua sức bền trong một cuộc chiến tiêu hao. Nga mạnh mẽ tuyên bố đã chặn đứng quân Ukraine xâm nhập ở Kursk. Ngày 20 tháng 8, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga, Apti Alaudinov, đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ và đầy tự hào về thành công trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào vùng biên giới Kursk. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga, ông Alaudinov khẳng định rằng quân đội Nga đã hoàn toàn đập tan mọi nỗ lực tiến quân của Ukraine và phá hủy các nguồn lực chiến lược quan trọng của đối phương. Ông cho biết rằng lực lượng của mình đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Ukraine với nhiều trang thiết bị, xe tăng, xe bọc thép và lính bộ binh bị tiêu diệt. Những thông tin này không chỉ làm rõ sự thất bại của cuộc tấn công, mà còn khẳng định sự kiểm soát vững chắc của Nga tại khu vực. Ông Alaudinov tiết lộ rằng, lực lượng đặc nhiệm Akhmat hiện đang tiếp tục dọn sạch các khu vực đông dân cư ở Kursk, nơi đã bị quân Ukraine chiếm đóng trước đó. Ông cho biết tình hình hiện tại đã trở nên ổn định, và lực lượng Nga không còn phải lo lắng về việc quân địch có thể tái xâm nhập vào các khu vực mà họ đang bảo vệ. Thêm vào đó, ông chỉ trích sự tham gia của các lính đánh thuê nước ngoài và quân nhân từ các quốc gia NATO vào chiến dịch đột kích của Ukraine. Ông Alaudinov cho rằng cuộc tấn công vào Kursk là một phần trong âm mưu được dàn xếp bởi Mỹ, Anh và các cường quốc NATO nhằm làm phân tâm Nga và làm chậm lại sự tiến quân của nước này qua các khu vực của Ukraine. Bên cạnh đó, ông Alaudinov bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ sớm được giải quyết trong vòng 2-3 tháng tới, mặc dù tình hình chiến sự hiện tại vẫn còn rất phức tạp. Vào cuối ngày 19 tháng 8, ông công bố rằng ông đã thu thập được một lượng lớn bằng chứng hình ảnh về các hành động tàn ác của quân Ukraine, bao gồm các dân thường Nga bị bắn thẳng vào đầu.
Ông gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và cam kết sẽ trả thù cho họ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và không thể dự đoán được. Tuyên bố này không chỉ phản ánh sự căng thẳng gia tăng trong cuộc xung đột, mà còn nhấn mạnh những thách thức lớn mà cả hai bên đều phải đối mặt trong giai đoạn sắp tới. Nga đạt bước tiến đáng kể ở Donetsk, Ukraine lâm vào tình trạng khát đạn dược ở Kursk. Tạp chí Financial Times vừa công bố một báo cáo chi tiết và gây chấn động về tình trạng nghiêm trọng mà quân đội Ukraine đang đối mặt trên chiến trường miền Đông. Theo thông tin từ một chỉ huy lữ đoàn pháo binh Ukraine, nước này hiện đang phải vật lộn với tình trạng khan hiếm đạn dược trầm trọng. Một phần cho sự phân phối các nguồn cung cấp khí tài và đạn dược quan trọng đã bị điều chỉnh về phía Bắc để hỗ trợ cho chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga. Chỉ huy giấu tên cho biết, việc chuyển các nguồn lực thiết yếu ra khỏi vùng Donetsk đã dẫn đến việc hệ thống phòng thủ ở khu vực này bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Trong bối cảnh đó, Kiev đã quyết định điều động hơn 10.000 quân từ Donetsk và Kharkiv tới tham gia vào chiến dịch Kursk, bao gồm nhiều lực lượng đổ bộ tinh nhuệ và lữ đoàn cơ giới. Đặc biệt, ít nhất 20 đơn vị quân đội Ukraine đã được triển khai trong các nỗ lực tấn công xuyên biên giới vào Kursk, trong đó có nhiều lực lượng dự bị được điều động để củng cố tuyến phòng thủ và hỗ trợ các binh lính ở tuyến đầu. Tình hình đã trở nên căng thẳng đến mức các đơn vị Ukraine buộc phải quay lại chế độ phân phối đạn pháo lần đầu tiên kể từ khi Quốc hội Mỹ trì hoãn việc chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine. Sự trì hoãn này đã dẫn đến việc các nguồn lực đã được phân bổ lại cho chiến dịch đột kích ở Kursk, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tại vùng Donetsk. Theo các phân tích từ nhà phân tích Nashio, Ukraine đã mất một số lượng đáng kể khí tài tại Kursk, bao gồm 51 chiếc xe bọc thép, trong đó có các xe bọc thép Marder do Đức cung cấp và xe Stryker do Mỹ sản xuất, cùng với các bệ phóng tên lửa HIMARS. Trong khi đó, Nga được cho là đã mất 27 khí tài trong các cuộc đụng độ tại vùng biên giới này. Báo cáo còn cho thấy, mặc dù Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược và khí tài, chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến dịch ở Kursk. Điều này đã khiến Moscow có cơ hội gia tăng bước tiến của mình ở khu vực Donetsk. Mặc dù tình hình trên chiến trường trở nên ngày càng phức tạp và thách thức, Kiev vẫn chưa đưa ra các bình luận chính thức về những thông tin này. Hiện tại, cả Moscow và Kiev đều chưa có phản hồi chính thức về các báo cáo của Financial Times, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình trạng thực sự của cuộc xung đột và khả năng tiếp tục duy trì sức chiến đấu của Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Điều này phản ánh sự căng thẳng và khó khăn ngày càng gia tăng trong cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét các yếu tố chiến lược và hậu cần quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài này. Cận cảnh pháo phản lực Nga tấn công nhóm quân Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố một đoạn video gây sốc chứng minh sự hiệu quả tấn công của lực lượng pháo binh Nga vào một nhóm quân Ukraine đang thực hiện chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk. Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, vào đêm ngày 20 tháng 8, lực lượng pháo binh của họ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào một nhóm quân Ukraine được phát hiện trong khu rừng ở biên giới Kursk nhờ sự hỗ trợ từ máy bay không người lái UAV. Theo thông tin được công bố, máy bay không người lái UAV của Nga đã phát hiện một nhóm quân Ukraine đang di chuyển và tập trung tại một khu vực rừng rậm. Sau khi xác minh và theo dõi động thái của đối phương, Ukraine đã truyền tọa độ chính xác đến cho đội pháo Tornado S. Sử dụng thông tin này, đội pháo đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung vào vị trí của quân Ukraine. Đoạn video do TASS trích dẫn cho thấy, camera gắn trên UAV ghi lại hình ảnh các xe quân sự Ukraine đang di chuyển trong đêm tối. Tiếp theo là hàng loạt quả đạn pháo nã xuống khu vực được xác định là nơi dừng chân của nhóm quân xâm nhập. Cảnh quay từ camera của UAV cho thấy sự tàn phá dữ dội khi các quả đạn pháo liên tiếp đánh trúng mục tiêu, tạo ra các vụ nổ lớn và hủy diệt toàn bộ khu vực. Theo thông cáo, cuộc tấn công đã dẫn đến sự hủy diệt của 3 thiết bị quân sự và cái chết của 20 binh sĩ Ukraine. Đoạn video không chỉ chứng minh độ chính xác và hiệu quả của hệ thống pháo Tornado S mà còn phản ánh chiến lược của Nga trong việc chống lại các nỗ lực xâm nhập của quân Ukraine. Hiện tại, phản ứng từ quân đội Ukraine về đoạn video và thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa được công bố, làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự ảnh hưởng của cuộc tấn công này đối với tiến trình chiến dịch xâm nhập của Ukraine vào Kursk. Trong khi các nguồn tin từ Nga khẳng định thành công của cuộc tấn công, tình hình tại khu vực Kursk tiếp tục là một điểm nóng trong cuộc xung đột đang diễn ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!